Bữa nay anh nói gì vậy? Em không biết làm những chuyện trong bếp chứ mà. Đi tàu xe. Thế ta tiếp sạch à. Chào chú chị. Tất cả đều tại cũng. Tại tôi chứ, chứ tại của tôi sao, bắt tôi lái à? Nếu cô làm một cằn nhằn ở đó, tôi cần gì xuống xe. Lái rồi, tôi chờ anh lắm. Anh đã nói đi. Hắn lắm, chứ còn những việc khách sạn gì đó ở trên xe tiến hành mấy chuyện. Tiến hành mấy chuyện hả? Ngon miệng lắm. Tôi biết, không thành vấn đề. Cho tôi xin.